phúc Chúa ban nước trời, Ngài tỏa vinh hiển, nguyện Ngài thương đoái nhìn đoàn con. Từ khắp muôn phương chúng con về trước nhan Ngài, bao nhiêu nhọc lao của cuộc đời nguyện xin Ngài thương chứa chi. Con về hợp nhau dâng lời nguyện xin, từ thánh gian nan lắng lo khổ đau thân phận, kêu xin Ngài thương xót nhầm lời chuyện khâu cùng Chúa sắp thương.
con về đây với thánh an tôn, trong phút linh thiêng nguyện cầu con ngước trông lên ngài, ngài ngắm nhìn con. Ôi quá tuyệt vời, lạy thánh nhân hay làm phép lạ, xin truyền câu cùng Chúa ban muôn ân lành cho nhân loài vơi bớt khổ đau. Trong cơn gian nan người dân lương xa đều đến với ngài, trải gáo ơi, trải gáo ơi, sao mà yêu thế bà con quê tôi đơn xa và mộc mạc, thắm nghĩa tình lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân đoàn người đi xa mang âm thanh trở về niềm vui tràn trề. Con lại về với thánh an tôn, trong phút linh thiêng nguyện cầu con ngước trông lên ngài, ngài ngắm nhìn con. Ôi quá tuyệt vời, lạy thánh nhân hay làm phép lạ, xin truyền câu cùng Chúa ban muôn ân lành cho nhân loài vơi bớt khổ đau. Trong cơn gian nan người dân lương sao đều đến với ngài, trải gáo ơi, trải gáo ơi, sao mà yêu thế bà con quê tôi đơn mộc mạc, thắm nghĩa tình vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân đoàn người đi xa mang âm thanh trở về niềm vui tràn trề. Chiều chiều vòng tiếng chuông ngân đoàn người đi xa mang âm thanh trở về niềm vui tràn trề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rơi xuống cho chân đời. Maria ngày xa xưa ấy đời hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều xót xa nhiều, thanh xa chiều treo sáng con I'm
đang lầm lỗi lạc vương sống trong phiền lo, hãy trở về. Mình tình yêu một Chúa tình yêu, những âu sầu sẽ tan biến nhanh. Người ban ơn chờ giúp đỡ nâng dẫn đưa đường đi, hấp lên nụ cười, dùng tay ban hạnh phúc bình an và chưa chết vô về trong thánh ơn. An tôn ta đô ba phép là đến ai cậy tin, cho muôn dân biết Chúa vì cứu tinh của ngàn dân. Trước nhan ngài chắp đôi tay khẩn cầu, xin ngài đói thương nhìn con giữa cuộc đời bể dâu, xin ngài thương tình giữ gìn cho dịch bệnh qua mau để đoàn con thoát khỏi âu sầu. Nguyện ngài cầu cùng Chúa cho nhân loại chúng con đang sống trong khổ đau thoát cảnh đời lo âu. Nguyện cầu ngài phù giúp cho nhân loại chúng con đang sống trong lầm than thoát mọi điều nguy nan, được sống vui yên hòa. Trần thế hôm nay khổ đau răng lối cơ cầu, khấn cha thương cầu cầu âu sầu khổ đau tan mau. Giữa cuộc đời nỗi trôi, xin ngài dẫn đường con về thoát cảnh đời u mê, để thuyền con tới bến mong chờ. Nguyện ngài cầu cùng Chúa cho nhân loại chúng con khổ đau thoát cảnh đời lo âu. Nguyện cầu ngài phù giúp cho nhân loại chúng con đang sống trong lầm than thoát mọi
nguyện hay thương ban ngàn muôn ơn thánh cho đời. Chúng con xin hiệp lời khấn cầu thánh nhân nhìn tới giữa biển đời bao dâu. Lòng tin yêu Chúa không rời. Nguyện ngài cầu cùng Chúa cho nhân loại chúng con đang sống trong khổ đau thoát cảnh đời lo âu. Nguyện cầu ngài phù giúp cho nhân loại chúng con đang sống trong lầm than đã mọi điều nguy nan được sống. Khổ đau thoát cảnh đời lo âu. Nguyện cầu ngài phù giúp cho nhân loại chúng con đang sống trong lầm than thoát mọi điều nguy nan được sống. Yeah.
Bye.
chúng ta lại cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban sức mạnh cho những kẻ cạnh tranh. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn mọi người chúng con thân phận yếu hèn không thể làm được chi nếu Chúa không quên đỡ. Xin Chúa hằng thương độ hồng ân giúp chúng con giữ vững lời Chúa truyền để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin lời Chúa Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về hằng sống và hiện trì cùng Chúa. Hiện nay với Chúa thánh thần nhất quân thổ luôn đời. Từ ngọn cây, từ ngọn hương bạc đang chốt tốt,
và tưởng như tổ hợp tay của Đức
tùy nhiên như hạt giống gieo xuống lòng đất chịu cảnh bụi tầm và hương khắc cần chừng như đồ bỏ đi là dấu chấm hết thì nó đã trở nên một sự sống mới mạnh mẽ hơn, có khả năng chống chọi với ông ta và các bạn. Giáo hội của chúng ta đã vươn lên để vượt qua những thử thách, vượt qua sóng gió, rào cản và những trở ngại. Trong suốt hành trình phát triển, giáo hội đã trải qua những cuộc cách hại và cấm đoán. Nó như mưa sa bão táp muốn bùi dập những mầm non yếu ớt. Và trong năm đầu của giáo hội bị bắt hại dữ dội, các tín hữu đã phải chạy trốn dưới sự lùng bắt của quan quyền. Sự trốn chạy ấy không dừng lại, nhưng nó theo đuổi các tín đồ ở mọi nơi và mọi thời. Ngay tại Việt Nam chúng ta đây cũng đã xảy ra nhiều cuộc cấm cách, và qua những cuộc cấm cách các hàn ấy đã có khoảng 130.000 tín hữu ngã xuống vì đức tin. Trong đó có 117 vị đã được phong thánh và chúng ta phải biết. Hạt giống được nói tới trong tin mừng hôm nay cũng là hình ảnh hạt giống đức tin nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã đón nhận đức tin cách khác nhau. Người thì từ bỏ bé, người thì đón nhận khi đã trở thành. Nhưng đức tin ấy có một điểm chung là đã lớn lên từng ngày trong tâm hồn của mỗi người. Đức tin nơi tâm hồn của chúng ta phát triển theo thời gian qua những biến cố của cuộc đời. Tuy nhiên cũng có những tâm hồn bị tội lỗi, cắn xé, bị gặm nhấm bởi thời gian, bị gặm nhấm bởi những lo toan của phương áo gạo tiền và những thú vui trong cuộc sống. Vì thế mỗi người chúng ta cần phải cảnh giác với những cám dỗ và tội lỗi. Nó giống như sâu bọ, bệnh tật luôn tìm cách phá hoại và làm lưu tàn mầm sống đức tin nơi tâm hồn của mỗi chúng ta. Ngày hôm nay giáo xứ chúng ta dâng lễ mừng kính thánh Ando Parova, liên cục chiến sĩ của giáo hội, cũng là quan thầy của giáo khu An Lạc. Ban đầu thánh nhân tên là Fernando, sinh năm 1195 tại Bồ Đào Nha. 15 tuổi ngài rất đẹp dòng con Agostino và sau đó chuyển sang dòng Francisco năm 1220 và được gọi với tên mới là Anton. Nhờ tài lời cầu, gương sáng và đời sống đạo đức, thánh Anton được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi rao giảng khắp nơi, lo công việc đào tạo và giáo dục các tu sĩ ở trong tầm. Ngày 13 tháng 6 năm 1281, thánh Anton được Chúa gọi về khi mới 36 tuổi. Một năm sau, ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 phong hiển thánh. Và năm 1946, Đức Giáo Hoàng Phúc Ôn 12 tôn phong ngài làm tiến sĩ của giáo hội. Chỉ sống 36 năm tại trần gian, nhưng ngài đã để lại cho hậu thế một gương sáng về đời sống tư tưởng, một nền học thức tiên thân và một tâm hồn yêu mến Chúa. Thánh Anton đã từng nói: tâm hồn thiên đường vì mọi thứ vật và những ai được nuôi dưỡng bằng loại vật này thì sẽ sinh hoa kết trái tốt lành. Ngài còn nói thêm: người Kitô hữu phải dựa vào thập giá Chúa Kitô như người đứng hành dựa vào cây cậy để đi đường dài. Nhân thánh Anton làm quan thầy, chúng ta được mời gọi và có lẽ chúng ta cũng đã nói được thánh nhân rồi, luôn sống cho Chúa, yêu mến thánh giá Chúa Kitô và
và nhất là mình phục vụ giáo hội, phục vụ ai theo mình. Tôi mong sao mỗi người chúng ta, đặc biệt là giáo phó các làng và những anh nhận thánh an tôn là đấng bảo trợ, siêng năng học theo gương thánh linh, luôn kiêm nhường trong đời sống và biết nhị biết tập giá Chúa Kitô mỗi ngày. Khi ấy đức tin của chúng ta sẽ lớn mạnh như hạt giống được gieo vào lòng đất, dù có bị mục nát nhưng sẽ nảy mầm và trở sinh hoa trái cồn đào, mang lại lợi ích cho tha nhân và cho chúng mình, góp phần mở lòng nước Chúa tại trần gian này. Amen. Tôi tin rằng một Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng ta thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin rằng một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bằng Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời, Ngài là Thiên Chúa hoặc Thiên Chúa. Dựa vào thần giá Chúa Kitô như người nữ hành
thành dựa vào cây gậy để đi đường dài. Xin cho mọi thành phần trong giáo khu an lạc và những ai mang thánh hiệu An Tôn luôn sống khiêm nhường theo gương thánh nhân, siêng năng cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và yêu mến thật giá Chúa Kitô. Nhờ đó đời sống đức tin, đức cậy và đức mến luôn bền vững sanh son.
con cầu xin nhà Đức Kitô vui chung con. Vâng, lạy Chúa như thế và theo lời những người đời chúng.
nhờ Chúa đồng lòng thương yêu Chúa, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi biến loạn. Nay khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, chúng con đừng tiêu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các con đồ rằng để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho hội thánh được bình an và ở đất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và đến chỉ muôn đời. Amen. Ân của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
ta ra lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con và các tử tử thánh thể làm những đi biết mọi người chúng con mong Chúa, xin cho biết tích này cũng là các hội thánh được nhận nhất là bình an. Chúng con cầu xin nhờ đi với Chúa chúng con.
cố gắng để con biết là chúng ta có một cơ hội để chúng ta công bố những lẽ để chúng ta đạo ơn lớn của những thành công rồi những cái lễ thành công mà đi thành khai mạc cách la bao nhiêu người còn khó khăn để những thành công đều là tôi hết tôi cũng đã tâm lý rất nhiều người tôi được thành công và chúng ta đây là cái gì ở đâu đâu thì chúng ta có thành công chúng ta phải lấy của người cầu xin được mọi người nhân dân và chúng ta nhất là những khó khăn những khó khăn của gia đình để chúng ta hãy cố gắng chúng tôi và khi được mà con hoa được này thì cũng lễ để đó là một kê năm ăn và phần sau thì giáo sứ chúng ta cùng lễ thành con thầy tiếp và biết cách gì không thầy của giáo sứ chúng ta đấy Chúng ta cũng có